không có việc nào mà không phải là việc của mình, đó là đạo đó. Cho nên tôi nói thẳng quý vị, tôi chưa bao giờ sợ bất cứ một người, tôi chưa bao giờ sợ tổn bước tổn lực, tâm tôi cũng vững như vậy. Ai nói tốt cũng được, ai nói xấu cũng được, ai khen cũng được, ai chê cũng được, nhưng mà tôi không chê được, bởi vì tôi biết rằng tôi hết lòng cho Tam Bảo, cho chúng ta. Tại sao những cái đi còn bán nghĩa không thầy, mà tòa như lai, tháng áo như lai không thầy, chứ đâu phải là cái đi làm cái gì là nó sắc nhận. Chắc vô chứ. Nhưng mà mặc vô, tôi nhớ cái câu chuyện này. Cái câu chuyện mà của Lương giỏi, mà trong đó có cái sáng bờ Lương và kể lại cái chuyện mà bà hoàng hậu các thành làm chết con trùng, cho nên bà đau cái bụng, vì vậy mà mỗi lần đau là bà phải tụt cái bụng vì cái bụi nghiệp phá xác. Trong cái y này nó cũng có cái sợi dây để buộc cái bụng, cho nên hãy thắt lưng buộc bụng, đừng có lạm dụng xương máu chúng sanh để mà sống. Nếu mà lạm dụng xương máu chúng sanh để sống thì cái này cũng là y buộc, là cái giải buộc bụng đây. Cho nên cái mặt y này không có nghĩa là tại vì đâu nãy nó gọi là gì thành tẻ, mà có ý nghĩa của nó là không biết cái người mà y này có ý gì mà lại có cái thật của nó. Chưa hả? Có một câu chuyện mà tôi đã kể quý vị nghe rồi, mà bây giờ quý vị cũng biết, thì cũng có hiện tiền. Ở trong phòng vệ sinh của tôi đó có một cái bồn cá, gọi là vô khuyết là cá nhờ, đúng không? Có ngày nó nhở nhơ trong bồn, bơi qua bơi lại làm cảnh cho nghe, mà bản thân nó không có làm gì được cho nó. Mỗi tháng mà tôi vô phòng vệ sinh nó nhôi lên trên này, mỗi lần tôi thấy được điều đó tôi đều đặt ra một cái câu hỏi với chính mình: hôm nay mình phải làm gì cho đời sống của mình đây, cho đầy đủ phước đức đây, cho đầy đủ trí tuệ đây. Món ăn của người tu sĩ là trí tuệ, món ăn trong đời sống trên cái thân này là phước đức. Cho nên không có nhỡn nhơ trong đạo, không có sống là tà trong đạo, không có sống lè phè trong đạo, bơi qua bơi lại cho có hình thức, mà không có tu hành gì hết, không có làm gì cho đạo hết, thì coi như giống con cá vậy. Cho nên nuôi cái bồn cá vàng, người ta nói thầy chùa cũng nuôi cá, tôi không phải nuôi, người ta không sanh thì tôi nuôi, mà tôi nuôi nó lớn rồi, nhưng mà tôi nuôi để tôi quán chiếu cho mình hàng ngày, vì ngày nào mà phải vô đó trước chứ. Mà mỗi lần vô đó xong đó là tôi luôn luôn hỏi mình, hôm nay phải là chứ không phải nhỡ. Trời ơi, sống nhỡ nhơ để làm gì? Mà thấy người đến chòi mồi chọc mọc, thấy người đến tân bốc, thấy người đến thì gọi là gì? Tân gọi là ân cần. Tôi nói thiệt quý vị nghe, ai cũng giống như ai, không có tiếp ai cũng không có xin ai. Không thấy nhà giàu đến đây tôi tiếp, không thấy người đến đây mà tôi nịnh. Mình làm chuyện của mình muốn chết đây nè, phải không? Họ đến là chuyện của họ, họ đến với Phật, chứ không phải là họ đến rồi mình phải nịnh họ để mình sống. Cho nên tôi mặc cái đi này có hai cái đây, in thật như con cá vàng có cái gì, đúng không, in thật không, tự nhiên đây có ba nút rồi mà thêm có sợi dây nữa. Cái tôi nói sợi dây này biết chi không, ăn của ta nhiều quá ta dịch lại. Trời ơi, giống như cái kìm cá vàng, tự nhiên có sợi dây còn thòn đi.
Cho nên đó là tôi nói quý vị bữa nay tôi nói hai điều. Một cái là giảng pháp thật là bình dị, một cái rất là đặc biệt. Đặc biệt ở phương hôm nay, đây là sự ưu tư rất lớn. Tôi phải nằm đắn đo chứ là có nên nói hay không nên nói. Nhưng mà hôm nay là ngày sinh nhật tháng 11 tuổi Tây tháng 2 tuổi Tây. Tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đã trải thân cho đạo, bây giờ lần nữa lót đường cho những bậc tu hành. Ai có không hài lòng, ai có sự bất mãn, điều đó không quan trọng với tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng những cái lời nói hôm nay mai ra có những người nhận thức cái sự tu tập của mình chưa tới chỗ đó cao mà sửa đổi. Thì một thế kỷ chỉ cần một người, hai người làm được điều đó thì Phật pháp xưa mình. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, mình đã lao tâm khổ trí, mình đã cực khổ cho đạo, lần này tại sao mình sợ cái gì mà không nhận. Tôi biết rằng lời đó của tôi hôm nay sẽ có chữ bất mãn, nhưng mà trung ngôn nghịch diễn lợi ưu hạnh. Người nào nhận thức được điều sai trái của mình trong sự tu tập, trong sự hành đạo thì biết sửa đổi. Mong rằng người đó sẽ là người giác ngộ thành Phật trước tôi. Hết lời. Dạ, quý vị thấy chị Trí dữ chưa? Dạ. Cho nên một bất cứ một cái hành động nào của tôi, lời nói của nào của tôi, quý vị phải đánh giá, phải kết luận, vì nó đều có những đích thực, đều có giá trị của nó. Đó là sự thật. Người giác ngộ không nói sai, người giác ngộ nói bậy, nhưng bậy đối với người không giác ngộ. Thôi bây giờ hứa nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Tôi sáng hết rồi nghe. Hai ai cuối cùng thì rất là thành thật cảm ơn tất cả quý vị hôm nay, mặc dù là bình thường có những người không có biết vấn đề, cũng có những người biết, thì sự hiện diện của quý vị hôm nay cũng là một niềm vui rồi. Mặc dù nói không háo không không thích danh, nhưng mà càng đông càng vui. Yeah.